Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2 trang 19 sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sin x bằng trừ 2 không? Ta biết là tập giá trị của hàm sin x ý, thì chỉ là từ âm 1 đến 1 thôi đúng không? Vì vậy ta có thể kết luận ngay không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sin x bằng trừ 2.